Dạ. Chào mừng các bạn đến với kênh Bún Bò Ẩm Thực của mình nhé. Trưa nay mình có mặt ở trên đường Bích thuộc thành phố Buena ở Cali luôn. Ở đây mình thấy có cái tiệm phở súp noodle, khách tới rất là nhiều luôn. Cái món phở là món đặc trưng của người Việt Nam, truyền thống ẩm thực của Việt Nam và được phổ biến ở trên đất Mỹ này. Cho nên mình hôm nay sẽ vào đây, mình sẽ ăn và quay review cái tiệm phở súp noodle bar ở đây cho các bạn cùng xem nha. Đây là cái khu vực đậu xe ở trong cái khu vực có tiệm phở súp noodle bar các bạn, rất là rộng, rất là thoáng luôn. Và ở đây nó cũng gần cái siêu thị Hàn Quốc Esmart đó các bạn. Nhìn chỗ này cũng rất là sạch sẽ, cũng rất đẹp ha. Khu mua sắm và ăn uống nè. Đây cái tiệm súp noodle bar thì mình thấy phía trước cũng rất là đẹp ha, khang trang rồi. Ở trong thì khách rất đông hiện giờ đó các bạn, cho nên ở ngoài người ta có làm một cái mái che thì mình có thể ăn ở trong, nếu mà khách đông thì cũng có thể ngồi thêm ở ngoài đó các bạn. Địa chỉ của quán súp noodle bar này, số 5141 đường Bích, ở đây là Unit B nha các bạn, thành phố Buena Park, một tiểu bang California luôn. Thì giờ bán từ chủ nhật đến thứ năm thì bán từ 11 giờ đến 21 giờ, 11 giờ trưa đó các bạn. Còn ngày thứ sáu, thứ bảy thì bán từ 11 giờ trưa đến 22 giờ. Số điện thoại để liên hệ ở đây là số 741-521-2444. Bước vào quán thì mình thấy khách ngồi đầy bàn hết các bạn. Ngồi đầy ở trong đây thì sẽ ngồi phía thêm ở phía ngoài mái che ở phía ngoài quán luôn. Khách rất đông và ở trong quán nhìn sạch đẹp ha. Ngoài những cái món phở chủ đạo ở đây còn bán những cái món khác nữa, cho nên thấy cô này pha những cái chén nước sốt và những cái món khác ăn ở đây. Thì là những cái tô phở nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vào đây rất là thơm cái mùi phở, mùi bò hấp trưng các bạn. Rồi nước lèo rất là to luôn. Ở đây mình không có quay được cận vô cái bếp giống như ở Việt Nam các bạn. Những cái tô phở đã ra sẵn đây, những cái rau nêm. Anh đầu bếp này cũng làm rồi, những đeo khẩu trang cũng cẩn thận vệ sinh, và ở đây nhân viên bận đồng phục hết nha các bạn. Những tô phở nhìn là rất là hấp dẫn luôn. Ở đây những cái miếng thịt được cắt rất là to luôn, đây là khu vực chỗ nấu phở đó các bạn. Mình chỉ được đứng ở ngoài mình quay thôi. Ngoài món phở ra còn có nhiều thức ăn khác nữa các bạn, thấy ảnh như đang rang cơm. Những cái nồi nước lèo rất là to. Mình vào tiệm phở này mình gặp được anh chị người Việt ngồi kế bên, rất là may mắn luôn. Chào anh chị ạ. Phở này ngon anh, với lại là cái bánh phở á, mình ăn gần hết nó vẫn còn dai. Dạ, dạ. Mà thịt con. Chị giá thường, anh chị giá thường ăn ở đây hả? Dạ có. Em ở San Diego. Dạ. Đây là ghé phở. Dạ.
À, xuống đây là ghé tiệm này. Tại vì nó lạ hơn cái tiệm phở Việt Nam của mình. Dạ. Dạ, kênh mình là kênh 4 mùa ẩm thực các chị. Vì giờ YouTube chị bấm chữ 4 mùa ẩm thực. Bấm số 4 mà chữ 4 gì nó cũng ra hết chị. Dạ. Cái món phở của Việt Nam cũng được yêu thích ở trên thế giới đó các bạn. Cho nên mình thấy là khách đến đây có khách Việt Nam có nè, rồi khách châu Á có, rồi khách Tây có. Mình may mắn vào đây thì nếu mà gặp được người Việt thì có thể trò chuyện đôi lời về cái món ăn này được đó các bạn. Các bạn có thể xem qua cái menu ở đây về thức ăn, rồi giá cả, thức ăn, thức uống ở đây luôn. Những cái món chủ đạo ở đây là phở, rất là nhiều loại phở. Ở đây là phở mà phở bò Mỹ không các bạn, thì nó rất là ngon, thịt bò Mỹ. Và những thịt ở đây được cắt rất to và rất dày, ở bên Mỹ là vậy đó các bạn. Những cái thức uống nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Và mình gọi một cái tô phở hấp cẩm. Hấp cẩm có nghĩa là nó có đủ thứ đó các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Tô phở đem lên thì có cái hành tây các bạn. Củ hành tây thì mình liên tưởng tới cái vị phở Bắc các bạn. Phở Bắc thì sẽ không có rau, rau quế, rau húng cây, rau ngò gai, rau ôm. Như phở miền Nam giờ có sẽ có cái dĩa hành tây cắt này nè các bạn. Rồi kèm theo có ớt. Ở trên bàn có đũa, muỗng, khăn. Đôi đũa này đũa tre ha, sử dụng một lần. Chanh, tương ớt. Tương ớt và tương đen có sẵn nha, là để sẵn cho mình luôn. Mình dùng thử cái nước ha. Thường ở bên Mỹ cái những cái đồ ăn một chiên một cái tô rất là to các bạn. Tô này rất là to và mình cái vị nước rất là ngọt. Ngọt thịt đó các bạn. Đậm đà, đậm chất cái vị bò luôn. Những cái miếng ớt này là ớt sừng các bạn. Chỉ hanh hanh chứ không có cay đâu. Mình sẽ cho vào đây một ít giá. Thế mình coi cái củ hành này là tươi hay là người ta có trộn qua không? Củ hành này còn tươi các bạn, chưa có trộn qua cho nên mình ăn nó còn cái vị hanh hanh. Rồi bây giờ mình trộn lên. Cái tô này là tô thập cẩm các bạn. Trong cái tô phở thập cẩm mình thấy có những cái miếng nạm các bạn. Đặc biệt ở bên Mỹ có những cái miếng thịt thì thường hay những cái miếng thịt rất to các bạn. Đây là những giống như có mỡ mỡ nè, giống như là gầu đó các bạn. Đây những miếng thịt bò, rồi có bò viên luôn nè. Tô thập cẩm các bạn, cho nên có đủ thứ hết. Rồi đây là một cái miếng sườn bò cũng rất là to luôn. Rồi mình mời các bạn cùng dùng với mình nha. Cái tô rất lớn luôn các bạn. Đây cái bánh phở. Mình cảm nhận cái bánh phở cũng khá là dai các bạn. Đây là cái bánh phở mà cái cọng đó là không có to nha. Chấm vào tương ớt, cái miếng bò viên. Dạ kia dây, dạ anh. Là những cái miếng nạm các bạn. Mình ăn phở ở Việt Nam, phở dậu các bạn. Thì cũng đem ra cái dĩa hành tây như vậy. Nhưng mà có trộn qua như là dầu giấm các bạn. Còn cái này mình thấy nó còn hanh. Và những cái dĩa hành tây đó mà khi mình ở Việt Nam phở dậu á, mình đem ra mình sẽ trộn một ít cái hương ớt bắc vô ăn cay cay rất là ngon. Cho nên ở đây mình cũng làm như vậy ha. Mình trộn một ít tương ớt nha. Mình sẽ trộn lên mình ăn với phở. Còn cái này mình sẽ trộn
tương ớt cho tèn tương đen chung vô, giống như mình ăn ở Việt Nam các bạn. Cái nước phở cũng ngọt, rất là đậm đà luôn. Cho miếng chanh. Cái này mình có thể trộn lên. Tương ớt này nó ở Cali cũng khá là cay nha các bạn. Cho nên các bạn nào ăn cay được thì rất ngon. Còn nếu không ăn cay được nhiều thì mình nêm ít ít thôi các bạn. Giờ đây như là cái miếng gầu mà. Cái miếng này thì cái mỡ bò nó hơi nhiều. Cái mỡ nó hơi nhiều các bạn, cho nên tạo cái độ nó hơi béo ngậy chút xíu. Cục bò viên, nãy mình ăn một cục rồi còn một miếng nữa. Miếng bò viên cũng ngọt thịt và hơi sực sực các bạn, nó hơi giòn giòn. Cái nước cũng khá là đậm đà rồi, cho nên mình đừng có để cái tương ớt này vô đây, ăn mất hết cái vị nước lèo của phở nha các bạn. Mình ăn ở Việt Nam quen rồi, mình qua Mỹ thấy bình thường, những cái quán ăn bên Mỹ bán một tô, một món, một dĩa gì thì rất là nhiều, rất là to luôn. Và nhiều thịt, và thịt được cắt rất là dày. Phở ở đây cũng vậy luôn các bạn, nhiều thịt lắm. Còn thịt rất là nhiều luôn. Mình quan sát những khách ngồi xung quanh các bạn thì mình thấy khách Việt cũng có, khách châu Á rồi khách Tây đều có hết nha các bạn. Ngồi ở trong quán rồi ngồi ra ở phía trước giống như là có che những cái có thể ngồi thêm ở ngoài nữa. Hồi nãy hai miếng bò viên, bây giờ trong tô còn hai miếng nữa. Thịt rất nhiều luôn các bạn. Đây thịt nè, rồi đây là gân các bạn. Gân được nấu nó mềm luôn. Đây, thịt bò rất nhiều. Miếng dày cuôi luôn các bạn. Sắp hết cái bánh phở rồi, nhưng mà thịt còn quá nhiều luôn. Đây là ớt, nhưng mà là ớt sừng nữa các bạn, cho nên nó sẽ hành hành lên, không có cay đâu. Đây là cái miếng gân nè, cái đũa tre nó nhỏ cho nên cũng hơi khó cầm các bạn. Đây là cái miếng gân. Mình thấy đi vô hàng quán ăn nào ở Mỹ cũng đều có cái ly nước lạnh như thế này các bạn. Thì nếu mình không có gọi thức uống thì có cái ly nước lọc, nước tinh khiết này cho mình uống. Cái miếng gân khi nãy mình ăn được hầm cũng khá là mềm. Như cái cục xương bò nè. Đó, chấm vô tương ớt. Mình để cái này qua mình để xương đi. Đó. Cái củ hành bào ra rồi mình trộn tương ớt vô ăn hanh hanh cay cay mà nó lạnh các bạn. Cho miếng tương ớt lên. Thịt không luôn. Thịt xưa này thịt ăn rất là béo luôn các bạn. Rất là mềm luôn. Mình tuốt cái cục xương này ra được luôn các bạn. Nhưng mình để giờ mình ăn cho nó nhìn nó hấp dẫn hơn. Cho tương lên. Có lẽ mình kêu cái tô này hơi đặc biệt các bạn, tô đặc biệt á, cho nên nhiều thịt quá.
ở Việt Nam mình ăn những cái tô nó tương đối nhỏ nhỏ hơn cái này các bạn, cho nên ở Việt Nam mà qua ăn chưa quen các bạn, ăn những cái tô lớn sẽ chắc là ăn không nổi các bạn, tại những cái tô nó như cái thịt đó, cắt thịt rất nhiều và cắt những cái miếng rất là dày, miếng rất là to luôn. Cái tô phở mình ăn là tô phở có giá mắc nhất ở đây, giá là 17 đồng rồi tiền thế này kia là lên là 18 đồng mấy đó các bạn. Ngoài ra các bạn có thể bo thêm tiền tiếp đó, mấy đồng nữa. Mình vừa dùng xong một tô phở thập cẩm. Là thập cẩm nó đủ thứ loại thịt, tô rất to rất lớn. Ở đây là tiệm súp noodle bar ở thành phố Buena, cũng rất là ngon các bạn. Tô phở rất là đậm đà và cái tô rất to. Nếu mà người Việt Nam mà ở Sài Gòn mà mới qua ăn cái tô to chưa quen có thể là ăn không nổi luôn các bạn. Ở đây họ ăn cái tô rất là lớn. Mấy quán khác cũng vậy, quán này cũng vậy. Mình vừa trải nghiệm qua một tô phở ở quán này. Các bạn ở gần có thể ghé Soup Noodle Bar ở thành phố Buena nha các bạn, ở Cali, để thưởng thức. Và các bạn ở xa ở Việt Nam có thể xem qua cái video như một nét văn hóa ẩm thực và cái món phở của Việt Nam được phổ biến ở Mỹ và trên thế giới và rất được nhiều người kể cả Á, Âu gì đều cũng rất là thích luôn nha các bạn. Hay ở Mỹ là mình thấy người Mỹ ăn cũng khá là nhiều. Mình kết thúc video đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn thật vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Mình hẹn các bạn video sau nha. Bye bye.